cái khung cái đẹp. À. Cái này ken mấy cái đồ nhỏ của em khó ken. Cái lưỡi dày mỏng dày cơ. Máy kia thôi. Máy nhỏ nhỏ như máy em ấy. Máy này bò mông phốc là dữ vậy đó kia. Tảng nổi. Thank you.
Thank you.
Nó bảo cái đinh này, cái đinh này. Tấm kia kéo nó ra vào cái đinh. Chút mỏi nha ông, thứ hai giờ đưa đi cặp nè hết chứ bây giờ cái bộ K3 kia là đi mình xúc xếp được hay ông làm xúc xếp được chứ cái bộ mình mấy nhiêu nữa à lấy mực không bỏ giờ tập luôn chứ không có đỡ thứ hai thứ ba gì nữa nánh nứt hết còn không thì thôi anh bọc lại cho anh không có đỡ nó nánh nứt anh đi làm lại anh xem nào nản bọc anh được đó luôn á. Ô thì có 25 hay là 35 hay là 55. Nó nói gì? Anh từ từ với cái tầm nhìn nhanh nhé. À, muốn mình rơi mẹ cái tấm kia.
Chân đấy gì ngắn chuẩn ta? Đây. Chân gì mà ngắn dữ vậy? Bởi thế này cắt đi cắt lại rồi đấy. Lúc thì 45, à lúc thì 55, lúc thì lại 45 đi nhé. Mà tình trạng lần này người ta đéo biết đâu. Nhưng mà đi sơn công trình là mình ngán này. Mẹ cái lô của Dũng có hai công trình mình chả muốn đi, nó còn một đống cánh cửa mình không muốn đi. Còn nào thì cửa chính, nào thì mẹ cầu thang là ôi ở nhà thôi. Ra rồi. Nó mệt. Mẹ đi công trình em nói bác mệt lắm, sang cái hôm nọ sang bên nhà nó cũng vậy. Mua cả lên xưởng thì tiện nhìn cái lô đấy nó ngán, cái keo nó cũng chết. Cái lô đấy ở không là vừa nào đang chung với ăn được vàng như này bán mấy của Kara chứ. Chúng ta 2000 giờ giữ tóc đang làm dáng ở cơ sân vườn. Có cùng 12. 2000 đấy. 2000 giữ nó bắt. Chứ nó cái bắt thừa. Nhiều hả? Bán lại được vàng, đối lại vàng kia rồi, các bạn có chỉ xấu gì được vàng. Kinh nhỉ. Mình ra thì chiếu chất ráng thì ra thì nó 2 triệu. Tiến hết hồn không? Bán giá là giá của nó. Bữa tính bán ra. Sáng nay bán 25 triệu. Ờ. Không kịp thời gian. Cọc chưa? Gặp 5 triệu rồi. Đấy, chừng 5 triệu nó cứ làm cái này chứ. Cầm nhiều nhiều chứ nó đỡ bỏ. Gặp 5 triệu rồi. À cái bộ kia rồi, phải vẽ vân đi vẽ vân lại anh em cộng mà nhá. Cái cảnh này đúng không? Anh biết cái cảnh này. Mất hôm qua mất nguyên buổi sáng, vẽ hôm nay mất nguyên buổi sáng nữa. Lạch được cãi nó à? Nó cứ đưa vào cái là xong thôi. Cho người ta biết đó là cái đấy. Đó là cái đó. Người chừng đớ ở đó. Không người lúc quay nó chẳng biết quay đi. Ok. Bạn đá người ta đó. Ai nhìn à?